trường của con rồi. Con đi vào lớp học đi. Vâng, con biết rồi. Con gái à, con đi học nhưng học phải chăm chỉ nhá, ngoan ngoan, cố học thật giỏi, sau này còn phụ giúp bố nữa. Vâng, con biết rồi ạ. Con cũng từng bố vất vả mà, con sẽ cố gắng học thật giỏi ạ. Con gái của bố ngoan lắm, thôi con đi vào học đi. Vâng ạ. Ê, đôi nhà nghèo. Hôm nay đồ nhà nghèo lại được bố đưa đi học cơ à? Ghê gớm phết rồi nhờ. Các cậu đừng gọi tớ như thế. Minh Đầu Đỏ, kia là các bạn cùng lớp của con à? Ở đây có mỗi mình cậu nghèo, không nói cậu, nói ai nữa. Trời ơi. Ui, mà cậu ơi, nhìn bố bạn Minh Đầu Đỏ kìa. Ăn mặc thì rách dưới, mặt mũi thì nhọ nhem nhọ thủi. Lại còn hôi nữa. Hôi thật đấy. Đồ nhà nghèo. Các cậu đừng có mà nói bố tớ như thế. Thế là bố tớ vẫn là người yêu thương tớ. Các cháu sao nói hư thế? Bác phô cô giáo bây giờ. Úi giời ơi, sợ gì cô giáo gì? Bố của cháu làm chủ tịch đấy, sợ gì cô giáo. Thôi cậu ơi, đi học đi. Nói chuyện gì về mấy cái loại nghèo này. Nope. Mình kiểu ăn xin. Bố ơi, cái các bạn ấy đi, con nghe nhiều cũng quen rồi. Thôi con Năm, thôi con đi vào lớp học đi. Vâng, con chào bố ạ. Ê, Toàn ơi Toàn, mà bố cậu làm chủ tịch trường mình thật á? Quách thật nhờ. Ôi ôi, chủ tịch gì đâu. Tớ nói lừa thế thế. Không ơi, cúi mà phụ cô giáo chết tôi. Ôi giời, tưởng gì. Thôi, mau vào lớp đi không muộn. Các em, chuẩn bị bỏ giấy ra. Bài kiểm tra một tiết. Ôi, sao lại kiểm tra một tiết thôi? Cậu học bài chưa? Tớ chưa. Cậu còn đi chơi học đâu? Thì cậu học chưa? Tớ cũng chưa. Làm bây giờ? Bây giờ. Minh Đầu Đỏ ơi, Minh Đầu Đỏ ơi. Có chuyện gì đấy cậu? Minh Đầu Đỏ ơi, cậu làm được bài chưa? Bảo cho bọn tớ với. Bảo tớ nữa. Các cậu có bài thì tự đi mà làm đi, được không nha các cậu đâu. Chẳng bù những lúc chỉ được con nhà nghèo cơ mà. Chứ nhà nghèo thì nhìn bài làm cái gì. Ôi, cho bọn tớ xin lỗi đi. Cho bọn tớ nhìn nốt bài lần này thôi. Cho bọn tớ chạy tự học mà. Thôi này thân cậu nhá. Còn đâu. Ôi ôi ôi. Trời ơi. Tại cậu ý. Ai nói lúc nào tớ cũng chê cậu ý. Rõ ràng là cậu chê trước mà. Cậu chê thì mới chê như. Cậu chê. Rõ ràng là cậu. Cậu ý. Ôi ôi ôi. Bây giờ không làm được bài, làm thế nào bây giờ? Kiểu này không làm được bài điểm thấp, về mẹ tớ mắng chết, làm thế nào bây giờ? Ôi ôi. Không cho anh em mình nhìn bài à? Đã thế, anh em mình phải cho nó một trận được, xem có làm hống hách nữa không? Đừng có nói đấy, bây giờ đấy là tớ. Vâng, con bảo thầy kia
mà phụ huynh kiểu gì bố tôi cho tôi ăn roi rồi. Ừ, thế cũng cá hơn gì đâu.